giới thiệu, đây là cặp loa mini, model là Kenwood K521. Đây là dòng loa mini đề cao nhé. Chiều cao của loa là 24 cm, chiều ngang của cả cặp loa là 29 cm và hậu là sâu 23 cm. Đây là hàng nội địa Nhật. Công suất của loa là 80W trên cặp loa, trợ kháng là 4 ohm. Bây giờ em sẽ test nhạc vàng cho các anh tham khảo rồi em quay mặt sau luôn nha. Một xóm nghèo bên sông có con đò tên là đò Bến Hạ. Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sớm xa lìa sách đen cùng mái trường. Ngày ngày ra bên giúp mẹ đưa đò, Bến Hạ đưa đò, cái đẹp đưa đò. Ngày tiếp ngày trôi qua, biết bao người qua đò dòng Bến Hạ. Nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trống qua. Nhiều trái làng báo ý như là đoán nàng dùng phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp làm mắt mơ thấy đẹp quên giờ. Anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng, nhưng nàng nào đáp tình. Vì tấm lòng băng chinh, ai đã nguyện trao người thời chiến trinh. Đoàn anh hùng sáng sông, trái tim nàng trao về một bóng hình. Một người lính chiến đánh giặc quê trần chân thành, lính trận trung tình. Cặp loa này sử dụng tốt cho phòng 20-25m2 nha, rất là dễ phơi ghép âm ly. Mặt tiền đẹp, mặt hậu đẹp bên hông, trên nóc đều đẹp, nó sẽ có họ nhẹ phía trên mép như vậy. Đây là phía sau của cả cặp loa nha. Công suất là 80W trên cặp loa, trợ kháng là 4 ohm, Kenwood K521 nha. Bây giờ em kết thúc clip test, các anh nào mua hàng ngay đi cho em.